Thưa quý vị, để công tác xây dựng đảng thực sự đi vào chiều sâu và có hết chuyển biến rõ nét, đến nay, huyện ủy Hòa Vang đã bắt tay thí điểm mô hình chi bộ kiểu mẫu, với bộ tiêu chí rõ ràng phù hợp với từng loại hình chi bộ tại địa phương. Việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu hướng tới mục tiêu xây dựng đảng bộ, hệ thống chính trị huyện Hòa Vang ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây là buổi sinh hoạt của chi bộ trường trung học cơ sở Đỗ Thúc Thịnh. Sẵn sàng tranh luận để đi đến kết luận cuối cùng, thông qua nghị quyết theo từng tháng, từng quý. Mỗi đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể để giải quyết các vấn đề trong công tác. Đây được xem là sự thay đổi rất lớn tại các cuộc sinh hoạt của chi bộ trường học này sau khi đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Trong một cuộc họp như vậy là tất cả đảng viên đều có cái vai trò của mình, đều có vai trò là tham gia ý kiến để cùng nhau góp ý xây dựng chi bộ và ý kiến vào cái lĩnh vực, những cái tiêu chí, những cái nội dung mà cá nhân mình là phụ trách. Đó, như vậy là cái cuộc họp chi bộ là rất là sôi nổi, thảo luận rất là trách nhiệm. Từ cuối năm 2021, huyện ủy Hòa Vang ban hành tiêu chí hướng dẫn xây dựng thí điểm chi bộ kiểu mẫu, đồng thời phát động phong trào thi đua xây dựng thí điểm mô hình chi bộ kiểu mẫu trong toàn đảng bộ. Mỗi loại hình chi bộ có bộ tiêu chí riêng cụ thể. Bước đầu có 32 chi bộ đăng ký thực hiện. Qua triển khai, nhiều chi bộ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giúp đỡ hộ nghèo. Nói chung là chi bộ cũng động viên mình, rồi mình cũng từ đó rồi mình cũng thấy là những người còn cực khổ hơn mình đây là mình với vươn lên. Đấy nữa, xây dựng chi bộ kiểu mẫu cũng gắn với lại cái nhiệm vụ phát triển kinh tế. Kiểu mẫu mà con người dân ở đó cũng là kiểu mẫu về kinh tế, kiểu mẫu về văn hóa, rồi kiểu mẫu về các lĩnh vực về đời sống nhậu phải là tiêu biểu. Cái tiêu chí của chi bộ kiểu mẫu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chính các đảng viên, trong đó bám sát cái tiêu chí của xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giúp đời sống người dân địa phương được nâng cao. Để giúp chi bộ đạt được những mục tiêu này, các đảng ủy cấp cơ sở thường xuyên tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Ở dưới thôn thì ngoài những cái tiêu chí đặt ra như một số các loại hình khác thì có một cái tiêu chí là lãnh đạo triển khai cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở thôn đó, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong việc thực hiện đường lối chủ trương, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong cái việc mà thực hiện những cái mô hình phát triển kinh tế xã hội để làm sao mà thôn đó là thật sự là không còn hộ nghèo. Và đặc biệt là cùng với cái chi bộ kiểu mẫu đó thì ở Hòa Vang có một cái lộ hình đó là xây dựng nông thôn mới, là xây dựng không kiểu mẫu nông thôn mới. Chính vì vậy chúng ta kết hợp cái việc xây dựng không kiểu mẫu nông thôn mới cùng với cái lộ hình chi bộ kiểu mẫu để phát huy được hơn nữa cái vai trò lãnh đạo của chi bộ đó trong việc đồng hành cùng với nhân dân trong việc chúng ta xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đáp ứng được cái yêu cầu là làm sao mà cái bộ mặt nông thôn, cái đời sống của nhân dân nó phát triển nhiều hơn. Mô hình chi bộ kiểu mẫu sẽ được huyện ủy Hòa Vang triển khai thí điểm trong 2 năm 2022-2023. Chi bộ kiểu mẫu là mô hình hoàn toàn mới. Sau thời gian thí điểm, trên cơ sở những kết quả ban đầu, huyện ủy Hòa Vang sẽ thảo luận lấy ý kiến để tổ chức thực hiện trong giai đoạn tiếp theo trên cơ sở bám sát thực tiễn yêu cầu đặt ra.